Alo, chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh 85 TV nhé. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn theo cái con đường mà mình đi nhận cái bib để chạy cái giải Marathon Long Biên 2022 các bạn ạ. Mình thì cái ngày mà mở để lấy bib là ngày 27, 28, 29. Có nghĩa là từ hôm qua thì mình hôm qua mở thì mình về sớm sớm đi làm về sớm một chút để qua lấy cho đỡ đông người. Đấy, chứ hiện tại thì theo tớ biết thì giờ đang tắc đường ở chỗ Vinhome Plaza Long Biên các bạn nhé. Giờ rất đông người lấy, bởi vì tận 10.000 người tham dự cơ mà cho lấy bib trong có 3 ngày thôi. Đấy, thì hiện tại là mình đi con đường Chu Hi Mẫn. Các bạn mà đi ở bên Hà Nội xuống thì thường là đi cầu Vĩnh Tuy, sau đâm thẳng cái đường Chu Hi Mẫn, xong đó là đến cuối đường là đến cái Vinhome Plaza Long Biên. Thì ở đây là tổ chức lấy cái thẻ vì các cái quần áo tứ trang của cái giải Marathon Long Biên các bạn ạ. Đường này là do bên cái tập đoàn Vingroup xây dựng các bạn này, đường rất là đẹp. Rồi các bạn theo hành trình mình đến đến lấy nhá. Đây, hiện tại mình đã đi đến cuối đường Chu Hi Mẫn và ở chỗ Vincom Plaza. Thì ban tổ chức giải chạy thì họ đã thuê một cái không gian trước Vincom Plaza để một cái nơi phát bib, phát các cái chip chạy với là phát các cái áo áo chạy các bạn nhé. Đây thì mình đi vòng vòng để mình sau quay lại gửi xe. Mình lấy bib vào ngày 27 là bắt đầu tổ chức, là tổ chức lấy là từ 15 giờ ngày 27 các bạn ạ. Mà đã đông thế này các bạn này, mình đã về hôm nay là mình đã cố gắng về sớm lúc 4 giờ là bởi vì giờ đấy thì mọi người chưa đi làm về thì để qua lấy một khá là đông. Đấy, cùng hành trình mình đi làm các cái thủ tục lấy bib các bạn nhé. Thank you.
Nói chung thời điểm này lấy thì cũng không quá đông người, nhưng mà cái thủ tục lấy mình thấy cũng chưa được quý củ ngăn nắp, mới nhanh lắm, bởi vì là cũng không có là sắp hàng sắp số gì cả, nên nó cũng hơi hơi mà nhái lấy làm thôi. Đấy, sau khi vào thì mình sẽ đưa cái mã QR mà họ gửi trong mail ấy, thì bắn một cái thì lấy ra được một cái thẻ, in ra một cái phiếu. Thì lấy từ cái phiếu này thì mình sẽ vào cái quay để lấy cái bip và cái chip chạy. Cái bip là nhiều cái số chạy, cái số báo danh nha các bạn ạ. Đấy. Qua đây thì mình cũng quay quay để ngắm xem có con em nào nhìn hay hay tí, nhưng mà có vẻ đây cũng không được, các chị bên ban tổ chức cũng không được cho nó lung linh lắm. Đấy. Mình quay một chút, sau khi mà ở trong cái đoàn đoàn này ít người mà lấy cũng hơi lâu các bạn. Đấy. Sau khi một bàn ban tổ chức cái lấy cho mình là cái bip rồi, thì sau đó mình sẽ đi lấy quần áo. Đây, chị này là phát bíp cho mình này. Đây, quần đùi của chị thì cũng là bị rách hơi thiếu vải. Ok, đây sau đó là mình sẽ đi nhận cái ba lô và cái áo chạy các bạn nhé. Đấy, chốt phát áo chạy của mình thì chỉ có hai bản thôi, bởi vì thực ra là cái size thì nó cũng không nhiều size nên khi phát thì khá nhanh, nhưng mà bởi vì nếu mà nhiều người mà tập trung lại cùng một lúc thì các bạn sẽ hơi rối. Rồi sau khi mình nhận áo thì mình lần lượn ra ngoài vòng ngoài sân để có các cái banner kia để chụp ảnh, khoe khoe để khoe mang thôi. Rồi chào tạm biệt các bạn nhé.